The Bluetooth device is ready to pair. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với sân vận động Anh Dũng, phường Bình Hòa, thành phố Tân An, Bình Dương để đón xem trận đấu trong khuôn khổ bảng C. Đó là cuộc đọ sức giữa Thúy Sơn FC và Minh Sơn. Ở trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ bảng C thì hai đội đó là nhà hàng Thiên Phát và Quang Trung FC đã tạm hòa với tỷ số là 2-2. Và đây là một cơ hội rất tốt để cho cả hai tìm kiếm được trận thắng và có được ngôi vị đầu bảng ở trận đấu này. Đó là pha ra chân từ xa. Không được. Một cơ hội quá ngon ăn đầu tiên dành cho Minh Sơn. Người vừa có pha tiếp cận đó là Văn Hải. Thành Dũng. Vẫn là Dũng. Rất quyết tâm. Tuy nhiên đáng tiếc bóng đã đi hết đường bên dòng. Đó là pha xử lý bóng đến từ Trung Hiếu. Đá biên dành cho Thúy Sơn FC. Quang Hải. Đây là Văn Đậu. Chính xác. Hệ thống phòng ngự bên phía Minh Sơn họ cũng đã áp sát rất nhanh. Văn Đậu. Dứt điểm đi. Không được. Đó là pha ra chân của Văn Thuấn. Tuy nhiên sẽ có phạt góc dành cho Minh Sơn. Văn Nam. Văn Tuấn đeo bám rất quyết liệt. Văn Nam. Bóng vẫn còn trong sân Trung Hiếu. Đây là Văn Tuấn. Rất nhanh. Văn Đậu. Văn Đậu. Không đánh bại được thủ môn bên phía Minh Sơn. Văn Nam. Chính xác. Đây là Văn Hải. Quang Hải. 3-1. Quá tuyệt vời. Một pha cướp bóng và đi bóng rất hay đến từ Quang Hải. Sau đó anh kiến tạo cho đồng đội và người ghi bàn đó là Văn Tuấn. 1-0 dành cho Thúy Sơn. Một pha phản công sắc như dao cạo. Và xuất phát và khởi nguồn đến từ cái tên Quang Hải. Trung Hiếu. Văn Hoài. Văn Hoài xử lý bóng rất mềm mại. Văn Hoài. Dứt điểm đi. Không được. Văn Nam đã can thiệp kịp thời. Nhưng mà đã có bàn thắng thứ hai. Một pha ra chân mạnh như sấm sét của Văn Hoài. Không, đó là Văn Đại. Cầu thủ có mái tóc dài. Văn Đại vừa có pha ra chân. Bóng làm tung đốc lưới bên phía khung thành của thủ môn Minh Sơn. 2-0 dành cho Thúy Sơn FC. Ra chân không cần đà của Văn Đại. Vẫn đang là cao thủ Minh Sơn. Qua người hay. Trung Hiếu. Văn Hoài đã lùi về và tham gia hỗ trợ phòng ngự. Văn Hoài. Đó là bàn thắng thứ 3. Và người lập công là Văn Quang. 3-0. Không biết chuyện gì đang xảy ra những phút vừa qua. Đã có 3-0 dành cho Thúy Sơn rồi. Một lợi thế quá lớn dành cho đội bóng của bầu Tuấn Sơn. Văn Quang. Hơi sửa lưng của Văn Hải. Văn Quang. Cú đúp dành cho Văn Quang ở trận đấu này. Bóng bất ngờ đến chân của Văn Quang và không có lý do gì. Anh bỏ lỡ một cơ hội từ trên trời rơi xuống. Và đó là bàn thắng thứ 4 dành cho Thúy Sơn FC. Cú đúp dành cho cầu thủ mang áo số 8.
Thời gian thi đấu chính thức gây hiệp thi đấu đầu tiên còn khoảng 5 phút. Và lợi thế quá lớn vẫn đang thuộc về Thúy Sơn FC. Văn Hoài. Văn Hoài. Quá bình tĩnh. Đúng là lối chơi quá già dặn và kinh nghiệm của Thúy Sơn. Một pha xử lý áo ma Canada của Văn Hoài. Anh rất bình tĩnh để đánh bại thủ môn đối phương. Thời gian đang trôi qua những phút thi đấu cuối cùng rồi. Không còn nhiều cơ hội dành cho Minh Sơn FC ở hiệp thi đấu đầu tiên. Văn Quang. Và cắt bóng thành công của Thanh Hưng. Vẫn là Hưng. Không được. Không, đó là bàn thắng rồi. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng dành cho Minh Sơn ở hiệp thi đấu thứ nhất. Pha ghi bàn đến từ Trung Hiếu, cầu thủ mang áo số 16. Bàn thắng của Trung Hiếu được ghi ở những giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Đó là một bàn thắng cực kỳ quan trọng dành cho Minh Sơn để họ tiếp đến. Như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đã đổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Trận đấu trong khuôn khổ bảng C, cuộc đọ sức giữa Thúy Sơn FC và Minh Sơn. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì Thúy Sơn đang tạm dẫn với tỷ số là 5-1. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với hiệp 2 của trận đấu này. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu trong khuôn khổ bảng C, cuộc đọ sức giữa Thúy Sơn FC và Minh Sơn FC. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì Thúy Sơn đang tạm dẫn với tỷ số là 5-1. Một hiệp thi đấu mà họ tận dụng quá tốt những cơ hội mà mình có được để có liên tiếp các bàn thắng. Và rất đáng khen cho tinh thần thi đấu của Minh Sơn khi ở giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất thì họ đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt. Và hy vọng qua bàn thắng của Trung Hiếu ghi được bàn thắng ở hiệp thi đấu đầu tiên thì sẽ giúp cho Minh Sơn FC có được tinh thần tốt nhất để chiến thắng, chiến đấu ở hiệp thi đấu thứ hai để tìm kiếm những bàn thắng tiếp theo. Trung Hiếu. Vẫn là Hiếu. Như vậy là đã có bàn thắng rồi. Đó là cú đúp của Trung Hiếu ở trận đấu này. Một pha ra chân của anh làm bó tay thủ môn Văn Hoàn khi anh bị che khuất tầm nhìn. Và một điều bất ngờ là đó là tình huống ra chân từ xa. Tỷ số trận đấu được rút ngắn xuống còn 2 năm dành cho Minh Sơn. Cú đúp dành cho Trung Hiếu ở trận đấu này. Đây. Văn Quang. Văn Quang. Văn Đậu. Không được. Một tình huống của Văn Quang kiến tạo rất hay. Đây là Trung Hiếu. Chính xác. Trung Hiếu. Như vậy là đã có bàn thắng tiếp theo rồi. Khoảng cách hiện tại chỉ còn lại là 2 bàn. Rất đáng khen cho tinh thần thi đấu của Minh Sơn. Họ thi đấu cực kỳ ấn tượng ở hiệp thi đấu thứ hai. Khoảng cách hiện tại chỉ còn lại là 2 bàn. Liệu chừng đây có là một cơn địa chấn không? Văn Quang. Rất chính xác. Văn Đại. Không được. Đó là pha băng ra của thủ môn Văn Hoàng. Đây là Trung Hiếu. Văn Quang. Văn Đại. Không được. Văn Đại cần phải chấp thời cơ nhanh. Bóng vẫn còn trong sân. Không. Đó là pha bóng cố gắng của Thanh Dũng. Đáng tiếc là anh vẫn không thể xử lý thành công. Như vậy là cầu thủ mang áo số 87 đó là Xuân An cũng được vừa tung vào sân. Thành Dũng. Văn Thắng. Thành Dũng. Đó là pha cắt bóng đến từ Quang Hải. Đây là Văn Tuấn. Văn Tuấn. Văn Quang. Văn Quang công vào. Văn Tuấn 3-2. Quang Hải vẫn không có bàn thắng tiếp theo. Nếu như một pha trả ngược của Quang Hải thì nó hợp lý hơn và cơ hội ăn bàn cao hơn. Thời gian thi đấu chính thức chỉ còn lại 1 phút. Đây là phút thứ 39 rồi. Cầu thủ Minh Sơn FC họ vẫn đang rất cố gắng. Tuy nhiên có lẽ là cơ hội không còn nhiều dành cho Minh Sơn. Nhưng họ vẫn đang
Đó là pha phá bóng an toàn của Văn Tuấn đã biên dành cho Minh Sơn. Văn Hoàn đã làm chủ được tình hình. Văn Quang không được. Thời gian đang đếm ngược. Rất đáng khen cho tinh thần thi đấu bên phía Minh Sơn FC, khi họ thi đấu quyết tâm và có được liên tiếp những bàn thắng. Quang Hải vẫn đang là Hải, vẫn là những pha nhảy múa với trái bóng của Hải. Văn Tuấn rất chính xác. Văn Quang vẫn đang là Quang. Thời gian không còn. Đấy là Văn Quang. Dấu chấm hết rồi. Một ngày thi đấu chói sáng của Văn Quang khi anh có cú đúp bàn thắng và một đường kiến tạo tuyệt vời. Và Văn Tuấn cũng có cú đúp ở trận đấu này. Cầu thủ mang áo số 9 cũng đã có 2 bàn thắng. Chiến thắng hầu như nằm trong tầm tay của Thúy Sơn FC ở trận đấu này. Tuy nhiên rất đáng khen cho tinh thần thi đấu bên phía Minh Sơn. Họ thi đấu như vậy là đúng lúc này. Trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu trong khuôn khổ bảng C cuộc đọ sức giữa Thúy Sơn FC và Minh Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại những trận đấu tiếp theo.